của chúng ta là Sogo và là một người có sở thích khai thác những viên tinh thạch này. Trong đêm đó, lúc đang hí hửng với sở thích thì cậu thấy một ánh sáng lớn ở phía xa. Cậu sau đó cũng tìm được một viên tinh thạch đẹp nên đã hí hửng lấy con ván trực ra về. Cậu phóng như bay cho đến khi đến gần cảnh sát thì đi chậm lại. Cậu suýt đụng chúng một cô bé trong khu và may là đảo tay lái kịp. Vừa về đến nhà cậu đã gặp lại chú và chú thấy cậu hẳn là đang có gì đó rất vui cậu chạy lên phòng và rút viên đá ra ngắm nghía và nhận thấy đó có màu đỏ nguyên thủy này cực kỳ quý hiếm và rất có giá trị. Giống như thứ mà mẹ đã từng nói cho cậu, đột nhiên cậu nhìn thấy một ảo giác và chú cũng nhạc Sogo đi lấy bánh mì về. Trong lúc đó, một tổ chức nhận được tín hiệu từ một khu mỏ nên đã sai người lên đường đi xem thử. Anh dai đầu tóc bù xù nhìn như mấy tên thất nghiệp tên là Gus này sẽ là người chỉ huy cho đội này. Anh cho người chuẩn bị đồ và tiến ra như kế hoạch. Trong lúc đó, Sogo đã đi lấy bánh và trở về. Cùng lúc đó, đội kia đã tìm đến một khu khai khoáng và bắn đầu khai thác ở đây. Phản ứng từ cái mỏ ảnh hưởng trực tiếp đến viên đá của Sogo làm nó bùng nổ và thổi cậu bay lên trời và đụng chúng cô bạn Kaon. Cô nghĩ cậu đang tập làm báo khi lao như ăn cướp nhưng có tiếng gọi từ xa nên cô đã đỡ Sogo dậy và cùng cậu chạy trốn. Một thanh niên là Roman từ sau lao xe đến và cho rằng Kaon phải cùng cậu ta đi thử váy cưới. Cô cho biết hai gia đình tự ý sắp xếp nên cô sẽ không cưới vì cô cũng thích lấy người cô không yêu. Nhưng Roman cho rằng việc này là vì lợi ích của hai gia tộc nên điều này là đúng đắn. Cậu em trai Oteto nghĩ vụ này do Sogo bày ra nhưng cậu còn chẳng biết gì. Roman không dám về nếu không đưa được vợ về nên muốn Kaon đi theo bằng được. Cô nhạo báng cậu ta khiến cậu ta cho Oteto đâm thẳng. Cả hai bị đẩy ra khỏi đường chính và rơi một mạch xuống bên dưới cái hố khổng lồ nằm giữa thành phố. Bằng cách nào đó mà cả hai vẫn còn sống. Kaon sợ là sẽ phải ở đây mãi cô cũng xin lỗi vì kéo cậu vào vụ này cô cũng không còn nghe thấy tiếng ồn từ thành phố nên hẳn là họ đã rơi khá sâu cô Go nghe thấy tiếng nước nên đi xem thử thì ca onso đến ôm lấy cậu do có con gì chạm vào chân cả hai đỏ mặt chẳng dám nhìn nhau còn trong lúc đó hai anh em roman và oteto đều đang đi tìm hai đứa bạn nhưng họ đang ở đâu thì cũng không biết sogo lúc này đang cố sửa lại xe trượt vì có nước chảy tức là có lối ra nhưng đúng lúc này gus đã chi kích nổ ở phía bên kia và khiến cả hang động rung chuyển đột nhiên hồ nước ngầm ở gần sogo phát sáng Dòng nước bắt đầu xoay chuyển và rồi bị rút đi hết để lại một cột tinh thể. Sogo và Kaon đã xuống xem thử và thấy nó khá lạ, nhưng lại rất giống viên đá mà Sogo lượm được. Cậu đã tiến đến gần thì đột nhiên cả cột tinh thể hút mất viên đá của cậu và xảy ra một phản ứng trông có vẻ nguy hiểm. Và từ trong cột tinh thể xuất hiện một cô gái, cô từ từ được đưa về tận tay Sogo và cả hai vẫn chưa hiểu cái vẹo gì vừa xảy ra đột nhiên người của gus xông vào và anh ta không quan tâm việc có hai đứa trẻ vị thành niên ở đây mà chỉ quan tâm đến việc đã lấy được thứ cần thiết hay chưa người của anh ta tiến lên và định cướp cô gái kia đi đột nhiên cô kích hoạt cơ chế phòng thủ và gọi ra một con robot con robot nhanh chóng ném bay robot của đội gus và phá hủy nó gus thấy vụ này có vẻ hay nên quyết định sẽ vào cuộc sogo bị con robot nhìn chằm chằm khiến cậu có hơi rén con robot tiến đến cậu và định đưa tay lấy đi gì đó thì bị gus bắn trả dù hứng đạn nhưng nó vẫn quan tâm đến mục tiêu của bản thân hơn nên Gus đã lao xuống chiến đấu. Anh ta đấm liên tục vào mặt con robot và còn xả súng vào mặt nó. Sogo và Kaon đã tranh thủ chạy đi. Con robot quay qua đuổi theo tiếp thì bị Gus móc dây lại. Nó vẫn cố với lấy nên Gus nhận thấy Sogo và hai cô gái không bình thường. Vừa dứt lời thì cấp trên cho biết mục tiêu của họ đang di chuyển. Anh ta quét qua thì biết chính cô gái kia là người họ cần tìm. Con robot vẫn cố đuổi theo và còn kéo đứt dây cáp anh ta đã sút nó ra nên nó lao đến tấn công thì gus đã chặn lại anh ta ném nó vào hang nhưng khói bụi đã giúp nó lẩn trốn và phản công lại gus nó phá đi tìm nhìn và hang động cũng sắp không chịu nổi nhóm sogo lại bị rơi xuống nên con robot đã lao theo sogo đã bám lấy hai cô gái và con robot đã cứu và giúp cả ba tiếp đất an toàn họ gặp lại anh em roman và oteto hai anh em đã tìm thấy lối ra nên cả bọn nhanh chóng rời đi cậu trở về nhà và xin lỗi chú khi về muộn và bánh mì cũng không đưa về được Gus thì bị gọi về trụ sở báo cáo và vẫn thấy cô gái mà Sogo mang theo đáng để lưu tâm. Cả nhóm lúc này đang suy nghĩ đến việc nên làm với cô gái này. Có người nghĩ là nộp cho quân đội nhưng dính đến quân đội thì khổ lắm, nên tốt nhất là chờ cô ấy tỉnh rồi xử lý tiếp. Chú đã đưa ít bánh ra đãi cả nhóm. Người thấy mùi thơm nên cô gái kia tỉnh lại và được Caon đút cho ăn. Cô ấy lặp lại mấy lời mà Caon nói còn Caon lại thấy thích mà chơi đùa và cho cô ăn bánh cả nhóm vẫn chưa biết giải quyết sao vì giờ có lẽ họ phải dạy ngôn ngữ cho cô thì mới biết được chuyện. Roman quyết định để cô ở lại nhà Sogo và Kaon cũng sẽ ở đây để trông chừng và nếu cô không thích hôn sự thì cậu ta sẽ về nói với gia đình. Đột nhiên Kaon cảm thấy có gì đó dưới chân nhưng nhìn lại vẫn không thấy gì. Lúc hai anh em ra về thì hai cô gái cũng đã lên phòng tắm. Sogo phát hiện một khối cầu gì đó giữa nhà. Gus lúc này đã trở về trụ sở. Anh phát hiện ra con robot đời mới ở đây và cấp trên đã tín nhiệm và giao cho Gus lái nó vì trình của anh đã đạt đến độ thượng thừa, nhưng anh ta chỉ nhận nếu được quyền chọn lính cho bản thân. Trong lúc đó, Sogo vừa mài khối cầu thì nó kêu đau và lộ nguyên hình là một con sâu, nó cho rằng cậu đã bắt cóc Felia của nó nên nó định biến hình lên để đòi lại, nhưng tay cậu có dấu ấn khiến nó không thể biến hình. Felia và Kaon chạy qua. Kaon bực mình vì không sấy được tóc nhưng cậu đã bao che cho Felia và giúp cô lau khô tóc. Gus lúc này đã đến phòng giam của một tên tội phạm nguy hiểm. Hắn nhổ chiếc răng gãy vào mắt cai ngục và rồi khéo léo di chuyển khắp buồng giam và tiêu diệt từng người lính một. Gus thấy trình độ của thanh niên này vẫn chưa hề suy giảm sau bao nhiêu năm. Cậu ta là bách và cũng rất vui khi được gặp lại Gus. Sáng hôm sau, Felia đã được dạy cho những thứ cơ bản. Con sâu kia cho biết Felia lần đầu được trải nghiệm cuộc sống của một con người nên nó sẽ chấp nhận cho cả hai ở với Felia. Chú cũng đã làm xong cả gì nên Kaon đã nhờ Felia đưa cho Sogo giúp. Cô dùng sức mạnh thì con sâu dặn là không được dùng bừa bãi khiến cả bát cà ri đổ lên đầu Sogo. Cậu đưa tay ra đỡ và vô tình khiến con sâu bị biến hình thành con robot hôm qua. Felia nhận ra đây là bạn cô tên là Moza. Sáng hôm đó, chú đã phải bịt lại mái nhà và làm tiếp bữa sáng. Moza đã cướp đi bữa sáng của Sogo khiến cậu tức giận đuổi theo. Moza cho rằng bản thân rất cao quý khi sống ở đây trước cả con người, nhưng cậu vẫn xem nó chỉ là một con sâu đá. Sogo đã ném cây trổi khiến nó né đi mà rơi vào nồi cả di và làm đổ khiến chú rất tức giận mà đuổi cả hai ra ngoài. Kaon cũng bị đá ra khỏi nhà, Sogo thì đói meo và trách mô ra vì báo hại họ. Nó cho rằng cậu là đồ nhỏ mọn trong khi nó đã cứu cả hai một mạng. Felia bắt đầu vui đùa với mấy con bồ câu nên Kaon đã đưa cả bọn xuống phố. Felia ưa cái gì là Kaon mua cái đó và bắt Sogo ôm hết lúc ra khỏi tàu điện. Felia định đi nghịch đài phun nước khiến Sogo phải vứt luôn đồ mà chạy đến. Sau khi mua đủ thứ đồ và đi chơi thì Moza đã cho họ biết về thân phận của Felia, rằng cô chính là hơi thở của hành tinh này. Sự hiện diện của cô chứa đựng tự nhiên và sự sống và đảm bảo thế giới được bình yên. Nó chính là vệ sĩ chịu trách nhiệm bảo vệ cho Felia, nhưng chẳng ai chịu nghe. Cả nhóm sau đó tìm đến tiệm bánh mì để ăn một ít. Chị chủ quán là người quen của Sogo và nghĩ Moza chỉ là đồ chơi do Sogo tạo ra. Nhưng cũng phải thiên tài lắm thì nó mới cãi nhau được với Sogo. Ote Tô thấy cả nhóm có vẻ vui nhưng Roman vẫn nghĩ là Kaon giờ hẳn đang lo lắm. Một lúc sau đó, Kaon đã mua thêm bánh cho Felia. Sogo bắt bẻ thì cô cho rằng con gái rất thích đồ ngọt. Đột nhiên Felia bị ai đó húc chúng làm bay luôn chiếc bánh khiến cô phải dùng năng lực giữa bàn dân thiên hạ. Mô ra ngăn cấm và khiến cả cái bánh rơi vào mặt một thanh niên đeo kính. Anh ta bỏ qua nhưng lại giữ sự chú ý với cả nhóm. Hắn ta trở về nhà và bắt đầu hách vào hệ thống của toàn thành phố và khiến nơi này loạn lên. Tất cả chỉ để nhắm vào Felia vì hắn say mê trước sức mạnh của cô. Gus và Pack cũng đang ở thành phố và Gus nhận ra kẻ đứng sau vụ này chắc cũng liên quan đến vụ sập sàn chứng khoán vài năm trước. Nhóm Sogo đã trốn lên được một nơi cao. Cứ nghĩ là đã an toàn thì mấy con robot xây dựng gần đó đã bị hách và đuổi theo cả nhóm. Sogo và Kaon đã tách nhau ra để chạy. Sogo đã bắn mấy cái ván trượt này vào mặt hắn để hắn nhắm vào cậu. Hắn vừa cho robot đuổi theo vừa phát hiện Felia và Kaon ở trong cáp treo nên đã cho cáp treo tiến lên cao. Hắn cũng cho hình chiếu vào để trò chuyện và dọa dẫm Felia. Moza thì chẳng thể làm gì nếu không có Sogo. Felia bị dọa ra đến cửa cáp treo còn Sogo thì đã phá được con robot kia để chạy đi đón hai cô gái. Nhưng tên kia đã điều khiển một con robot và đi dây đến tìm Felia. Cậu đã lao lên thì Moza được ném đến để cậu kích hoạt. Moza lao đến đấm rơi con robot khiến nó kéo đứt luôn cả dây cáp cả bọn rơi thẳng xuống nên felia đã dùng năng lực để làm chậm tốc độ rơi còn tên kia thì bị một dây cáp bay đến cạo đi nửa đầu như là nghiệp quật cả nhóm sogo chiều đó đã lên đường trở về còn tên kia thì được gus tìm đến anh biết hắn là alfred và muốn hắn về đội những ngày sau đó felia được cho làm nhân viên phục vụ tại quán của nhà sogo cô luôn dùng năng lực để thu hút khách khiến moza không hề thích tí nào tối đó lúc đang vui vẻ thì chú nghe tin bão sẽ đến trong vài ngày nữa thì tái mặt và quyết định ngày mai sẽ đóng quán để chuẩn bị chống bão alfred bị bắt lại và bị ép phải dò tìm bằng được felia hoặc là bị thẻo sogo nghĩ rằng bão sẽ phải điên rồ lắm chú trong kia đột nhiên làm ầm lên vì mất tiệu đôi giày felia chạy xuống và đang đi đôi giày đó nên sogo khuyên cô nên trả cho chú nhưng cô một mực không chịu mô ra thắc mắc rằng bão là gì thì cậu cho rằng lúc đó trời sẽ đầy mây đen và có quái vật nhưng chú tiến ra với vẻ mặt đáng sợ và cho rằng bão còn ghê hơn khi mưa gió dữ dội đến bật nóc còn sấm chớp thì đùng đùng cũng vào lần bão đó mà chú gặp được tình yêu của đời và bắt đầu kể nhưng chẳng ai muốn nghe mà bỏ đi alfred lúc này đã giúp gus xâm nhập vào camera quanh thành phố và bắt đầu dò tìm felia đột nhiên alfred tìm lại được felia và tình cờ thì đó cũng là mục tiêu của gus cả nhà lúc này đã bắt tay vào sửa mái nhà để chống bão chú đã bắt đầu phân công và cần felia đưa mớ cây vào nhà Thấy chú gõ gõ thì cô cũng học đòi và bị Moza giám sát để không dùng sức mạnh bừa bãi. Moza bị ném lên trên cùng thanh gỗ và rồi lại bị ném xuống dưới. Felia thấy chán nên Kaon đã rủ cô bé đi hái rau củ trong vườn. Cô bé dùng năng lực nhổ hết cả vườn cùng lúc và xoay chúng thành vòng tròn. Đang sửa thì đột nhiên chị bán bánh mì đến tìm cô thấy cả hai đang sửa nhà nên để bánh mì vào nhà trước và nhờ chú lát nữa qua tiệm cô xem xét giúp. Đột nhiên hai anh em Ramon tìm đến với một con robot để phụ giúp. Nhưng Sogo thắc mắc về con bò thì cậu ta nói là đến cho mà làm thịt. Alfred thì cứ dành toàn bộ thời gian để ngắn Felia khiến Bách thấy tởm. Ramon sau đó đã nghe theo em trai và kích hoạt robot. Nhưng chưa gì đã có trục chặt buộc Moza phải biến hình chặn lại. Nhưng cả hai bị lực quán tính xô ngã và làm hư luôn một phần quán. May mắn là đến tối vẫn sửa xong kịp thời. Cả bọn đã rủ nhau mở tiệc. Roman cố mời Caon nhưng cô từ chối vì đang muốn ăn chay. Felia thì cứ ăn vụng. Kaon vẫn thấy bản thân ghen tị với Sogo vì cậu được làm mọi điều cậu muốn. Cô cũng thấy tiếc cho Sogo vì cậu không được xem vũ hội hoa quả mà Felia làm hồi chiều. Ai nấy đều muốn xem nên Felia đã cho lửa trong bếp nướng bay lên thành pháo hoa, Mosa cản nhiều quá cũng đâm ra đói. Sáng hôm sau, Kano và Sogo phải đi học nên để Felia ở nhà, cô không thích nhưng việc này là bắt buộc. Cô nổi giận và dùng sức mạnh thì Mosa cản lại, cô tức giận ném nó đi và lỡ làm vỡ kính. Chú đã phải sửa lại và tiện thể ra cố luôn quán để chống bão. Chú đã ra ngoài một lúc và nhờ Felia trong nhà giúp. Sogo lúc đã dừng lại dưới cầu chú mưa cùng Kaon thì nhận tin trường đóng cửa. Cả hai tính chờ một lúc cho đỡ mưa rồi về. Nhưng trong lúc đó, Gus và Bách đã tìm đến quán để bắt Felia đi. Bách đập phá khắp quán rồi mới bắt đi. Sogo cảm thấy bất an nên đã đội đầu trần chạy về. Và giữa đường thì cậu có đi ngang qua chiếc xe chở Felia đi mà không biết. Vừa về quán cậu thấy Felia đã bị bắt đi còn Moza thì giờ mới quay lại được vào đây sau khi bất lực chẳng thể làm gì giúp Felia. Cậu thấy cả quán đã bị phá tan tành, Moza cho biết là đã có hai kẻ đến đây bắt Felia đi, cậu biết chúng hẳn vẫn đi chưa được xa. Cô bé lúc này bị tên Alfred tìm đến, hắn muốn Felia phải ăn nhưng cô không chịu và đòi gặp Sogo. Hắn cho rằng Sogo đã làm như này với đầu hắn nên hắn sẽ không bao giờ bỏ qua, Sogo vẫn lao đi trong mưa. Moza đã cảm nhận được sự hiện diện của Felia và chỉ đường cho Sogo. Hội của Gus cũng nhận thấy có người tiến đến và biết chắc chắn là Sogo. Ca on giờ mới về thì cả quán cũng chẳng còn. Trong lúc đó, sếp của Gus đã tìm đến Ủy ban Tài chính để hỏi lý do họ cần Gus đi bắt Felia. Ông này cho rằng sức mạnh của Felia có khả năng thay đổi được cả thế giới. Sogo lúc này đã đến hẻm núi và Moza cho biết Felia đang ở sâu bên trong. Cậu đành tiến vào và hội của Gus giờ mới nhận ra gus nhớ ra cậu chính là người xuất hiện trong hang động hôm đó cậu đến gần chiếc xe bọc thép của gus và bị bách bắn trả felia cố gọi tên sogo trong vô vọng cậu sau một hồi né không thể né hết thì ván lướt của cậu cũng bị bắn trúng cậu đã cho mô chặn đường gus nhận thấy đối thủ đã lộ diện nên vác con hàng ra xài luôn vì lý do nào đó mà mô lại bị mất một tay nên đuối hơn hẳn so với lần chạm trán trước sogo đã tranh thủ lẻn lên tàu thì bị bách chờ sẵn trên này cậu bị tóm lại và mô ra ngoài kia cũng bị đánh cho trở lại dạng nhỏ. Gút rất cay khi đối thủ đã bỏ trốn, Sogo bị tẩn cho một trận và ném vào một căn phòng để giam. Trong lúc đó, phi cơ đến để đưa Felia cũng đã sắp đến. Sogo bất lực gọi Felia, cô nghe được và cả hai cố gọi nhau. Cậu ngó lên đường thông gió thì gặp lại mô ra. Nó đã nhảy xuống và biến đuôi thành kiếm và phá cửa cho cậu thoát ra. Cửa của Felia cũng được mở cửa nhưng là bách mở, hắn đến đưa cô đi giao nhưng ra đến cửa thì nghe việc máy bay chưa thể hạ cánh, Sogo đuổi đến ngay sau đó. Cậu chạy đến thì bị bách lấy dao ra dọa, Felia đã dùng sức mạnh để gây rối. Moza đã chạy đến bắn dây để kéo tay bách ra. Hắn đưa tay đấm luôn Felia, Moza đã chạy đến và Sogo đã nhanh chóng kích hoạt biến hình. Sự biến hình đã thay đổi khi Moza giờ trông xịn sò hơn, thấy kẻ thù mới lộ diện nên Gus đã chạy đến robot để khởi động luôn. Anh ta cho người đẩy tốc độ của robot lên gấp 5 lần và cho súng bắn trước mấy phát, anh ta ra trận mới cho ngừng bắn cả hai đã xông vào đấm nhau và Moza có vẻ đấm không lại nên đã lấy súng ra bắn và bay lên trời xả đạn gus thấy hơi không đẹp nên cũng lấy súng ra bắn lại sogo muốn chạy đến chỗ felia thì bị bách chặn đường hắn mang ra cả con robot để chắc chắn lấy bằng được mạng của sogo gus không thể bay để bắn trả nên đành nấp sau một đã tảng đá để lánh tạm anh ta nhớ lại thời gian đi chiến tranh trước đây anh ta giơ súng bắn bừa và trúng một viên hứng lên nên gus chạy ra đánh thì bị mô xả đạn lại cho liên tục hứng cả trận oanh tạc khiến gus cũng bất lực chịu trận vì né thế éo nào được sogo lúc này cũng sắp lãnh đủ thì felia đã để quả cầu năng lượng của cô hóa to lên và bay về phía sogo cậu được cô đưa đi và mô cũng bay theo cả ba hạ cánh ở một khu vực cách kha khá xa chiến trường ban nãy felia nhận thấy cô đã dùng quá nhiều sức mạnh và chắc chắn sẽ bị mô ra mắng nhưng felia đã to hơn trước khi cơ thể không còn là một bé lo ly mà là một thiếu nữ lúc trở về Felia đã kể cho cả nhóm nghe về việc cô và Moza đã thấy một điện thờ và Sogo quyết định sẽ đi đến đó để tìm ra thông tin về Felia. Kaon cũng muốn đi, nhưng Roman không cho phép vì sợ Kaon gặp chuyện, nhưng cô không chịu vì cuộc đời là của cô. Để tránh cãi nhau thì Sogo đã bắn dây chói từ Moza và rồi lên đường cùng hai cô gái trên đường đi. Kaon nghi rằng chỉ cần đến đó thì có thể biến Felia trở lại như cũ nhưng Moza vẫn chưa dám chắc. Nhưng theo nó được biết thì loại nước duy nhất chữa được cho Felia chỉ được tìm thấy ở ngôi đền đó. Felia sau đó thấy đói nên Sogo nghĩ là do cơ thể lớn lên nên mới nhanh đói. Sogo khá thích Felia như này nên mô cho rằng cậu đang nhìn chủ nhân nó với ánh mắt dã thú, cũng sắp đến làng nên họ quyết định dừng lại ăn luôn khi đến nơi. Khi gần đến làng thì cả ba thấy có đám cưới nên đã họ đi trước. Chú của Sogo lúc này mới đi mua bánh mì về, vừa định vào thì chú nghe tiếng lạ nên đã để cô bán bánh mì ở ngoài. Chú vào xem thử thì thấy hai anh em Roman đang bị trói ở đây. Cậu ta cho biết nhóm Sogo đã trói họ đây và di đến điện thờ. Cậu ta đã gọi về nhà để chuẩn bị robot đuổi theo. Ủy ban tài chính nhận thấy Felia đã rời khỏi thành phố nên đã gọi sang cho quân đội họ đã ngay lập tức xác định điểm mà Felia sẽ dừng hân và cử người đi để bắt về. Trong lúc đó, nhóm Sogo đang đi sau đám cưới thì Sogo đã có châm chọc cô bạn về việc cô vẫn chưa thử đồ cưới. Vì Sogo ở quá gần khiến cô giật mình đạp ga và vượt lên trước đám cưới khiến người mang hoa bị bong gần. Vì lỡ gây chuyện nên Sogo đứng ra làm thay. Lúc về đến nơi tổ chức, cô dâu xin lỗi khi làm phiền nhưng Sogo cho rằng đây là lỗi ở cậu. Cô gái mang hoa muốn ai đó thay luôn vì cặp đôi bưng hoa thường sẽ thân thiết hơn. Vài người thậm chí đã đi đến hôn nhân, ca on ngại vì sẽ bị xem là cặp đôi nhưng Sogo cho rằng cả hai là bạn thân nên lo gì. Nhưng cô vẫn sợ bản thân không gánh nổi trọng trách này. Thế là Sogo cho Felia thay. Kaon cũng không chịu vì đây là lễ cưới và cô sợ Felia làm hỏng. Nhưng họ sẽ chỉ dẫn cô nên cứ yên tâm. Trong lúc đó, quân lính đã gần đến nơi và quyết không để cho Gus cướp công. Nhưng anh ta thì cũng đã trên đường đi dành vì muốn biết được lý do thật sự mà lão già ở Ủy ban Tài chính thèm khát Felia đến vậy. Kaon suốt nãy giờ cứ ngồi tủi thân một mình. Sogo đã đến hỏi chuyện thì cô cho rằng hẳn là cậu thấy thích Felia hơn cô và bỏ đi. Cô cũng không hiểu chính mình đang bị làm sao. Còn Felia đã được thay đổi trang phục và cô muốn biết yêu là như nào, cô dâu đã chỉ cô ít điều về tình yêu. Đột nhiên đám người của bộ hành chính tìm đến để bắt Felia, họ muốn tất cả hợp tác thì sẽ không ai bị thương. Chúng xông thẳng vào chỗ của Felia thì bị Kaon dùng bình chữa cháy làm cho mất tầm nhìn và đưa Felia chạy đi. Sogo cũng đã cho Moza biến hình để câu bớt hỏa lực và chúng quyết định bắt cả hai luôn một thể. Trong lúc Moza đang phải quần quật bên này thì Kaon đã dẫn Felia vào một nhà kho để trốn. Cô muốn đổi đồ để câu giờ giúp khiến Felia rất cảm kích và nói yêu Kaon. Cả hai đang bày tỏ cảm xúc thì bị phát hiện. Felia bị bắt nên Moza muốn đến cứu. Nhưng nó bị tên chỉ huy giữ lại. Kaon cố cứu thì tên này định xử cô luôn. Nhưng Roman đã cùng em trai và con robot đến cứu cô dâu tương lai. Cậu ta bắn thì Kaon sợ chúng Felia nên cậu ta đành rút ra con hàng dài vài mét và chạy đến quất bừa và cứu được Felia. Cứu được người thì Moza cũng đã bay đến đưa cả hai đi và bắn trả và hạ được hai tên trong một đòn. Việc Moza dùng đòn tấn công tầm xa khiến tên chỉ huy không ngờ được nên đành rút lui vì không muốn thiệt hại quá nhiều. Cả hội đã thành công phòng thủ trước đợt tấn công, đám cưới giờ cũng có thể tiếp tục. Gus nghe tin đội đi trước thất bại nên tạm thời cũng chưa hành động vội. Cả nhóm sau đó đã lên đường, Sogo đã là người lái xe lúc này và được Moza cho biết sau ngọn núi kia chính là ngôi đền. Roman đòi đi nhanh hơn nhưng đây là xe cậu ta và nó có động cơ như nào thì cậu ta tự rõ. Chưa kể là còn kéo thêm cả cục sắt này. Ca-on hỏi lý do cả hai đến đây thì Roman cho rằng bản thân đến cứu cô dâu vì tình cảm của cậu ta rất sâu nặng. Moza đột nhiên bị mấy cục màu đen bám vào đầu và rơi mất khiến Sogo bẻ cua. Quan tính từ con robot còn kéo lê họ thêm một đoạn. Khi dừng lại nghỉ chân, Roman thấy hơi khát nên lấy nước ra uống. Nhưng cậu ta có điện thoại từ cô bán bánh mì gọi đến. Cô đang phải nhét tiền liên tục vì cái máy này nuốt tiền như nước. Cô muốn gặp Sogo nên cậu ta quay lại uống nước, nhưng nước đã bị Moza nốc hết felia vô tình tìm thấy nguồn nước nên cả bọn đã kéo nhau uống lấy uống để trong lúc đó chú của sogo đã nhớ về hồi chú còn trong quân ngũ chú đã một mình chiến đấu chống lại quân địch chỉ để cứu gus cả hai đều suy nghĩ về ngày hôm đó nhưng đúng lúc này gus nhận được tin nhắn từ gián điệp của anh ta lời nhắn là chỉ dẫn về lối mà anh ta nên đi trong lúc đó nhóm sogo đột nhiên bị hỏng máy giữa đường nên đành nghỉ lại tối đó roman đưa về một mớ nấm và tính thể hiện trình độ nấu nướng nhưng khi làm xong thì cậu ta đã ăn thử và cười như hít bóng nên sogo kiểm tra thử và ngỡ ngáng khi đây toàn là nấm độc chỉ huy của gus đã tìm đến hội đồng và xin họ ý kiến về việc giáo sư ở cục tài chính đang dần vượt quá quyền hạn sogo lúc này đang sửa lại cỗ xe và cậu hứa với felia là chuyện rồi sẽ đâu vào đấy và cậu cùng mọi người sẽ bảo vệ cô đột nhiên roman mộng du bật dậy nên sogo đã sửa nốt để cùng felia đi ngủ nhưng felia thấy một con bướm phát sáng nên đã đi theo sogo đi theo xem thử thì đen đủi thay khi bách đã mang robot đến đây xử lý họ sogo lại phải gọi moza chiến đấu thay và mang felia chạy đi vì đánh ở địa hình hẹp và bách còn vác súng ra bắn khiến moza bất lợi vì nó không thể bay ở đây nên chỉ đành dùng cánh như lá chắn Kaon đã gọi roman tỉnh dậy vì đã có chuyện xảy ra bách nghĩ bản thân đã sắp ăn được thì moza lao đến đấm lia lịa vào mặt hắn nó bị gus can thiệp và sút ra xa gus cũng độc chiếm đối thủ và muốn bách đi tìm hai người kia Gus lần này đã trang bị một mũi khoan để làm vũ khí. Bị nắm rõ cách chiến đấu nên Moza gần như không thể đánh trả. Bách đã đuổi theo và tìm được vị trí mà Felia và Sogo đang trốn, nhưng ngay khi hắn dồn cả hai vào đường cùng thì Roman cùng hai đứa bạn lái robot đến cứu. Roman sẵn sàng tiếp chiêu dù công nghệ của cậu ta rõ ràng lởm hơn. Còn Moza đã đánh bay chiếc khoa của Gus, anh ta chấp luôn và muốn xem họ đánh đấm ra sao. Roman sau một hồi xả súng thì đã khiến Bách thấy khó chịu và rút luôn vũ khí ra. Sogo lúc này đã chạy đến sông thì bị tên Alfred lái robot đến tìm. Hắn vẫn chỉ muốn bắt Felia. Nhưng đột nhiên cả con robot của Roman bay đến và khiến cả Sogo và Felia rơi xuống nước. Moza nhận thấy tình hình thì cũng đã tự mình thoát ra và lao xuống theo cả hai. Gus gọi qua cho Alfred thì hắn đang phát điên lên nên anh ta biết là chẳng thể trông chờ. Trong lúc đó, cô bán bánh mì đã ngồi tâm sự với chú và cho biết mẹ Sogo là người đầu tiên khen chú có tài năng pha cà phê cho nên khi được giao phó lại cho Sogo thì chú đã luôn cố hết sức để bảo vệ cậu. Và giờ chú rút súng ra chĩa thẳng mặt cô bán bánh vì chú biết cô ta là người gián điệp mà Gus thường liên lạc tới để lấy thông tin tin. Chú đã hỏi về tung tích của Sogo, cậu giờ mới tỉnh lại và thấy đám bạn cũng đang ở cạnh đó. Cậu dã gọi Kaon và mọi người tỉnh dậy và chẳng ai biết đây là đâu cũng như Felia đâu. Đột nhiên Felia nhìn thấy họ và đột nhiên cô bị ánh sáng bao bọc lấy cô và Moza cho biết sức mạnh của Felia đang dần bị quá tải và sắp tràn ra ngoài. Nhưng tin tốt cho họ là họ đã sắp đến được điện thờ để cứu chữa cho Felia, cả bọn đã bắt tay vào làm một con thuyền để có thể ra đến chỗ điện thờ. Trong lúc đang đi kiếm đồ thì nhóm Sogo vô tình bắt gặp một nồi cà ri và nhìn rất quen, chú đã xuất hiện và cho biết bản thân đã bám theo đến đây. Trong lúc đó, Gus đã nhận đồ tiếp tế và cải tiến thêm cho robot. Chú đã đi hái ít đồ để nấu cho cả nhóm thì nhớ lại lúc chú còn làm trong quân ngũ và là bạn với ông giáo sư kia. Giáo sư thì khao khát tạo ra thứ có thể thay đổi thế giới. Còn chú Thi sẵn sàng làm người giúp đỡ, cả hai đã tìm đến mẹ của Sogo và cô dù vừa phải chăm con nhưng vẫn có thể vừa nghiên cứu. Những kẻ tự xưng là trưởng lão ở ủy ban kinh tế kia đều đã rời đi để giáo sư có thể tự do vứt bỏ mạng sống mà cũng không sợ bị ai phản đối. Nhóm Sogo giờ đã hoàn thành chiếc bè, cậu chuẩn bị cùng cả nhóm tiến vào nhưng chú khuyên cậu đừng nên đi tiếp, vì đám đã theo đuôi họ là quân đội và cứ như này thì họ sẽ chết, nhưng cậu cũng đã tự nhìn ra được. Cậu muốn bảo vệ Fezia kể cả là bất chấp mạng sống. Chú cho rằng cậu đang tính đặt bạn bè vào hiểm nguy chỉ vì mong muốn của bản thân, chẳng lẽ phải đến khi mọi thứ đã quá muộn thì cậu mới nhận ra. Mẹ cậu cũng đã vì những mong muốn của mình mà mất mạng khiến Sogo đã phải suy nghĩ lại. Năm xưa, mẹ của Sogo đã tạo ra một loại năng lượng mới có thể thay thế được loại lúc bấy giờ, nhưng một vài thành phần phản đối nên chú đã phải đi xử lý mấy thành phần này. Nhưng trong lúc chú đi, mẹ của Sogo đã mất mạng khi cố bảo vệ thành quả nghiên cứu của mình sogo lúc đó còn quá nhỏ để nhận thức mọi việc nên chú đã nhận nuôi cậu đêm đó felia đã tâm sự với roman và cậu ta thừa nhận là mọi người đều muốn giúp felia chứ không chỉ riêng sogo mới như vậy cậu lúc này đã lên mỏm đá suy nghĩ và nghe theo lời của chú và chi cậu cùng moza sẽ đưa felia đi chữa trị chứ không đặt mọi người vào hiểm nguy nữa moza và sogo từng rất ghét nhau nhưng giờ vì mục tiêu chung là bảo vệ felia nên cả hai đã chịu tử tế với nhau moza đã cho cậu xem một vài hình hình về nguồn năng lượng từ không gian những năng lượng đó đã kết tinh ở trái đất và tạo ra Felia cùng Moza. Với mỗi hành tinh thì sẽ có những người khác nhau, việc Felia lạm dụng năng lực có thể khiến cô bị suy kiệt dần và biến mất nên họ mới cần phải đến ngôi đền. Chú lúc này đã lẻn lên tàu của Gus và gặp lại người bạn cũ. Chú muốn lấy đi cái thẻ nhưng Gus thì rất ghét chú vì chú đã bỏ anh ta lại thế giới đầy rẫy gian dối này. Chú cho rằng Gus nên xem chú của trước đây đã chết và rồi bỏ đi mất. Felia lúc này cũng không ngủ và được Sogo gọi đi cả ba quyết định sẽ cùng nhau lên đường trong lúc ai nấy vẫn còn đang ngủ để họ không thể ngăn cản hay đòi đi theo sáng hôm sau sogo vẫn còn giận chú felia nghĩ chú là bố của sogo nên cậu đã nói ra việc chú chỉ là một người bạn của mẹ cậu dù lúc mới nhận nuôi chú chẳng thể làm gì ra hồn nhưng kể cả vậy thì chú vẫn luôn cố gắng hết lần này đến lần khác chỉ để cho sogo được ăn món cà ri giống với món mẹ cậu từng làm Nhóm của Kaon giờ cũng đã ra về với chiếc bè vì họ biết Sogo đã chọn đi theo Felia nên thành bại gì thì cậu sẽ phải chịu lấy. Trong lúc đó, chú đã dùng thẻ của Gus để đột nhập nhưng thẻ đã bị chặn khiến chú phải rút súng ra để vào. Chú thành công vào được nhưng cái giá là đã bị dính đạn. Sogo lúc này biết họ sẽ khó để vượt qua vì quân lính từ hồi vụ đám cưới đã bao vây hết khu vực này. Felia muốn Sogo hứa là phải trả lại cuốn sổ tay cho chú và làm hòa khi trở về. Đột nhiên cả ba bị phát hiện nên Moza đã đi chiến đấu và để cả hai lẻn đi. Cả hai cố men theo đường núi để chạy thì bị phát hiện buộc Moza phải lao đến cứu. Roman giờ đã quyết định sẽ đi trợ giúp Sogo vì tính của cậu vốn đã như vậy nên phải đập một trận thì mới tỉnh. Chú lúc này đã lết đến để tìm ông bạn giáo sư nhưng ông ta không có ở đây nên chú đã nhờ cô thư ký đây chuyển lời hẹn giúp. Moza lúc này đang bay lượn trên trời và lợi dụng những quả tên lửa này để trả lại cho địch. Nó cũng lao đến tính xử lý tên chỉ huy thì Gus tìm đến. Nhưng thay vì nhắm vào Felia thì Gus lại muốn tìm chú. Chú lúc này đã đến Nghĩa Trang để thăm mộ mẹ của Sogo. Chú cho rằng bản thân đã gọi ông bạn đến và nhờ ông ta việc mà chỉ ông ta mới làm được. Đó là để yên cho tụi nhỏ. Gus rất muốn đấu với Moza nhưng giờ anh ta muốn tìm Sogo hơn là đánh nhau. Nghe vậy thì Sogo quyết định đi đánh lạc hướng để Felia tìm đến đền thờ. Moza vì giữ Gus không cho anh ta tóm được Sogo nên đã bị ba tên hội đồng. Moza bất lực chống trả nên bị Gus bắn cho một phát hỏng nặng. Bách cũng đã tóm được Felia nên Gus đã cho Sogo một cơ hội là giao chú ra thì anh ta sẽ để cả hai đi. Gus cho biết chú chính là thầy của anh ta và đang cố xâm nhập cục hành chính lúc này. Chú lúc này đang kể lại kỷ niệm cho mẹ của Sogo nghe. Chú lần đầu cãi nhau với Sogo và sợ cậu sẽ ghét bản thân và chú rất sợ việc bị Sogo ghét. Bởi chú yêu cậu rất nhiều, Gus cho rằng chú từng là một lưỡi dao sắc lạnh nhưng chính Sogo đã làm chú hoen gì. Cậu cho rằng chú chỉ đang tốt bụng hơn khiến Gus tức giận nổ súng nhưng đám bạn đã kịp thời đến cứu. Tên Alfred lại loạn lên khi không thấy Felia đâu. Cô bị thả xuống và được Caon đến cứu. Cậu đã tranh thủ chạy đến chỗ Moza và bằng cách nào đó kết hợp được với nó. Tốc độ của Moza nhanh lên đột biến và còn có thêm vũ khí khiến Gus đảo mắt không kịp. Cậu không thể thua vì không muốn công sức thời gian qua của chú bị bỏ phí. Cậu thành công đánh bại được Gus và tự tin bản thân đã là đàn ông đích thực khi bảo vệ được cho Felia. Chiều hôm đó, chú đang ngồi chờ ông bạn thì đột nhiên một người tìm đến. Sogo nhận ra đây là sách công thức về cà ri mà chú đã dày công nghiên cứu. Tuy không giống mẹ cậu nhưng món của chú là ngon nhất. Còn người đã đến gặp chú lại vô tình là mẹ của Sogo, chú đã thiếu phòng bị để rồi mất mạng vì à ta là à thư ký và không muốn việc của chú ảnh hưởng đến ông chủ. Cả nhóm của Sogo sau đó đã tiến dần vào bên trong khu vực điện thờ. Họ thấy mấy viên đá này và chẳng biết nó là gì. Felia vừa lạ vừa quen và đột nhiên có cảm giác là la khi được Sogo chạm vào. Kaon hỏi thử thì biết cảm giác này rồi sẽ có ngày Fezia hiểu được. Chị gái bán bánh mì đã đến Nghĩa Trang tìm chú thì thấy chú đã hoàn toàn ra đi. Gus đang cay cú thì nghe được tin người mà bản thân muốn vượt qua đã hẹo thì vô cùng tức giận. Nhóm Sogo tối đến đã ngủ lại quanh cây cổ thụ. Sogo thì đã đi hái một loại hoa vì nghe được rằng thứ này có thể giúp Felia đỡ sốt. Roman cũng đã hỏi thật Cano và quyết định hủy hôn nếu cô không thích. Vì cậu muốn tôn trọng quyết định của Cano. Tuy nhiên người cậu ta thích là cô nên nếu suy nghĩ lại thì cậu vẫn sẵn sàng cầu hôn cô. Sogo từ nhỏ đã luôn muốn kiếm tinh thể đỏ vì mẹ cậu nhưng cậu gặp được Felia là nhờ nó và cậu cũng được đi phiêu lưu như này cũng là nhờ cô. Sáng hôm sau, cả nhóm đã tiến đến điện thờ nhưng cửa khá chắc chắn. Đột nhiên Felia bị một cái hộ bên dưới chân đưa đi mất cả bọn tìm thấy lối vào nên ngay lập tức đi theo. Nhưng khi đến nơi Felia dường như bị biến thành con người khác. Cô tạo ra một con robot màu đen buộc Sogo phải cùng Moza tham chiến cả hai kéo nhau ra ngoài đánh. Trong lúc lượn lờ khắp mấy tầng mây thì Felia đã lẩn vào trong mây để tấn công bất ngờ Sogo. Felia giờ mới tỉnh lại, còn Sogo muốn canh lức bộ giáp kia thiếu phòng vệ mà tấn công nhưng kế hoạch của cậu thất bại và còn khiến Moza bị hỏng. Bộ giáp đen không hiểu lý do mà Felia lại quan tâm đến con người như vậy. Cô và bộ giáp đã giao kèo rằng cô sẽ làm theo lời nó và không cho Sogo bám theo. Cô đã nói thẳng với Sogo là từ giờ đừng tìm cô nữa và rồi cứ thế cùng bộ giáp bỏ đi. Cậu bất lực rơi xuống nhưng vẫn còn động lực. Cậu muốn biết bộ giáp kia là gì nhưng Moza cũng chẳng biết. Đột nhiên chị bán bánh mì gọi để thông báo việc chú đã chết. Cậu tự trách bản thân khi chẳng làm được gì khiến Caon thấy bực mình và cho rằng người bạn thở nhỏ mà cô thích không phải một tên chỉ biết chạy trốn khỏi thực tại. Cô nói bản thân sẽ đi cứu Felia và mặc kệ cậu có đi hay không. Cậu chịu đi theo và cùng cả nhóm lên đường. Felia lúc này đã chạm mặt tiến sĩ Dom và cũng là người mà chú muốn gặp trước khi chết mà bất thành. Ông ta thấy cô thật kỳ diệu khi chỉ là hồn đá mà có cảm xúc y như con người. Nhóm của Sogo lúc này đã lên đường tìm đến chỗ của Felia. Họ nhận ra quanh khu vực này có rào chắn nên đã cùng phối hợp để đục một lỗ trên nó để tiến vào. Nhưng khi vừa vào thì đột nhiên Moza gặp trục trặc và rơi. Bằng cách nào đó mà Moza đã bị biến thành dạng người và cô đã đưa Sogo ra khỏi nơi nguy hiểm. Cô bị sốc khi bản thân lại ở dạng này. Nhóm Roman quyết định đi đến nơi được cho là nguồn của kết giới để phá đi nhằm sông vào trong. Còn Moza nghĩ rằng rào chắn này đã thay đổi việc biến hình của cô. Felia cũng đã bắt đầu bị đưa đi làm thí nghiệm, nhóm Roman đã đến được vị trí của nguồn tạo rào chắn. Còn Sogo thì được bà chị bán bánh mì giúp đỡ vì cô cho rằng đây giống như tâm nguyện của chú. Chị nghĩ Felia đang bị giữ ở tầng trên cùng nên cả hai đã chạy đi do muốn biến Felia trở thành viên tinh thạch như ban đầu. Ông ta cho rằng cô đã nhiễm tạp chất từ những cảm xúc của con người nên cần được thanh tẩy. Sogo và Moza lại bị bao vây nhưng lần này đã có Gus và Bách đến hỗ trợ, họ đều không muốn làm con chó săn của cục nên đã tạo phản. Cả hai tranh thủ rơi đi còn nhóm Roman cũng đang làm loạn ngoài kia. Sogo và Moza lỡ chạm chúng bẫy nên bị rơi khỏi sàn nhà, trong lúc đó, Felia đã hoàn thành quá trình biến thành đá được một nửa. Ông ta nhận thấy Sogo ở đây và biết cậu là con trai của người quen nên đã cho cậu lên đây, nhưng ả thư ký cứ chậm chậm tiến đến và rồi đâm chết ông tiến sĩ. Cô ta từ lâu đã nhắm đến viên đá mà Felia tạo nên. Cô ta định giết Sogo để Felia không còn hy vọng nữa và sẽ hóa thành viên đá tinh khiết nhất. Cô ta muốn dùng Felia để cứu lấy hành tinh của cô ta và mặc kệ cho thế giới này có chết đi vì con người ở đây quá là ngu ngốc. Trong lúc Moza đang phải chiến đấu thì Sogo đã chạy lên cố cứu Felia ra ngoài. Cậu cố đập trong vô vọng và tự trách bản thân khi đó đã không đuổi theo cô. À thư ký cho rằng con người ai cũng như ai và là một lũ ngốc hành tinh của cô ta cũng đã đến ngay phía trên và felia cũng đã hoàn toàn bị bọc trong đá cô ta sau đó cũng hóa thành robot để xử lý nốt no sogo nhưng moza đã kịp thời biến hình để bọc lấy cậu trong thế giới tâm trí felia chỉ gặp lại mỗi sogo và cậu muốn cùng felia đến một thế giới chỉ có riêng hai người một thế giới hạnh phúc và lý tưởng ngoài kia lúc này có một con tàu khổng lồ đã nổi lên ở giữa thành phố còn felia thì bị lừa phải đưa chìa khóa cho cậu ta nhưng cô rất tỉnh khi nhận ra đây không phải sogo mà cô biết Sogo kia bắt đầu trở thành một con quái vật, nhưng ở ngoài này, Sogo thật đã cùng Moza ghi được robot đen xuống và kéo được Felia ra ngoài. Cô ta chống trả và khiến pha lê bên ngoài vỡ nát. Moza sau đó cứ thế tiêu diệt và kéo luôn lõi của cô ta ra ngoài. Felia mừng khi đã gặp lại được đúng Sogo. Đột nhiên dấu ấn trên tay cậu lộ diện và ta nhận ra cậu mới chính là người cô ta cần vì sức mạnh của Felia đều ở trong dấu ấn trên tay cậu. Còn cô bây giờ chẳng khác gì vỏ. Cậu bị hút vào trong pha lê và rồi bị robot đen đưa đi. Cô muốn đi cứu Sogo thì Moza ngăn cản vì sức mạnh của cô giờ không đủ. Nhưng cô đã bất chấp nguy hiểm mà lạm dụng sức mạnh để búp cho Moza để cô trông chiến hơn và rồi cả hai cùng nhau ra ngoài không gian chiến đấu. Ai nấy đều nghe tin về một hành tinh ở trên đầu nên đã nhanh chóng rời đi di tản. Hai robot đã chạm mặt nhau một lần nữa để chiến đấu. Qua vài câu thì họ nhận ra đen cũng là một bảo hộ thiên thần nhưng chủ nhân của nó đã chết nên nó cần sogo để dung hợp hai hành tinh lại thành một nó cho biết con người ở hành tinh cũ đã hút cạn tài nguyên khiến chủ nhân của nó không qua khỏi vì ghen tị với trái đất nên nó đã tìm đến với hy vọng kiếm được chủ nhân mới nhưng ba nền văn minh trôi qua khiến nó không thể kén chọn cho đến khi felia và sogo xuất hiện đáng ra felia sẽ là người nó cần bắt đi nhưng cô lại không có chìa khóa để khai mở sức mạnh và giờ nó cho rằng mọi việc nó làm là thử thách để biến nó thành một thiên thần toàn năng Cả hai bên đã lao vào chiến đấu và Moza thì không thể đánh toàn lực vì sợ sẽ gây tổn thương đến Sogo. cả hai cứ thế lĩnh đòn và hư hại nặng nề. Hai hành tinh cũng đã sắp không ổn. Felia nhận thấy họ chẳng giống thiên thần mà là ác ma. Nhưng Moza cho rằng nếu cô chưa từng ban sự sống cho hành tinh này thì đã chẳng có những điều tốt đẹp xảy ra. Cô sau đó đã quay lại và dùng hết sức chỉ để gửi lời nhắn đến cho Sogo. Cô đã nói ra việc cô rất yêu cậu và sẽ luôn ở bên dõi theo cậu dù bất cứ giá nào. Hai hành tinh sau đó đã quay lại bình thường sogo thì tỉnh dậy trong buồng lái và gặp lại đám bạn trong tay cậu là tinh thạch đỏ giúp cậu nhớ đến felia và phim đến đây cũng là kết thúc